Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ quay cho mọi người bông huệ đơn hồng mai huệ nội các bạn ạ. Nó là cánh đơn đó. Đây như củ này của mình này, hoa bền phết nhé các bạn, cũng đường tuần rồi đấy. Nói chung là bông như bông này thì là chúng ta sẽ chơi được khoảng tầm một tuần đấy, một tuần đó. Không kể từ thời gian nhú nụ đến khi cao như này. Đây này, như các bạn thấy này, bông giòn gần bằng bàn tay mình luôn đấy. Và có một mùi, tức là các bạn phải dí sát vào cơ thì ngửi, gọi là hơi thoang thoảng tí đấy. Đôi 46 6 cánh, cánh đơn đấy. Đây là bông hồng mai các bạn ạ đấy. Mình rất thích bông này đấy. Và giá thành hiện tại cũng rất là rẻ đấy. Đây, cái đám này cùng một lứa này, bông này có vẻ bé hơn hẳn so với bông này luôn, và cái cần của nó cũng thế, cần nó rất là lùn các bạn ạ. Đây, cần rất là lùn. Cái bông này này các bạn để ngoài nắng này thì là cái màu hồng của nó cảm giác nó nhạt đấy, nó sáng lắm. Còn nếu các bạn để trong nhà hay gì không ngoài nắng ấy thì cái màu của nó đậm hơn đấy. Bên trong xanh này, xong nó sọc sọc ra đây đó. Ba củ này đó, rất là đẹp, thích luôn. Bông này là một phần là nó cũng chưa nở căng các bạn, một phần nó cũng chưa nở căng. Đây ốp ấy này, bạn nhìn này, nó lại nhú nụ tiếp này. Đây, lại nụ tiếp này đấy, mình thử xem này, nhú nụ tiếp này. Không có. Nói về cái bông này thì thực sự là bông này nó rất là rẻ đấy. Nó rẻ dã man luôn các bạn. Thậm chí các bạn cũng có thể xin được. Thậm chí các bạn cũng có thể xin được mọi người đấy. Còn mình thì là những cái hàng này là mình sẽ trồng đến khi mà nó ủ nụ như thế này này đấy, thì mình mới bán cho mọi người về chơi thôi đấy. Thì là như củ nó phải to như này này. Đây, củ size cũng phải bằng này. Củ này sẵn phải size tầm size 5 đấy, củ tầm size 5. Thì như này là mình bán 25.000 một củ, 100.000 4 củ đấy, cho mọi người về chơi hoa thôi đấy. Còn nếu mà cái hàng mà không hoa mà cái loại như này thì các bạn hoàn toàn có thể xin được mà. Cái này rất là nhiều các bạn. Ngày xưa mình thấy mọi người hay trồng những cái bờ rào ấy. Đấy, nói chung là cái này rất là nhiều, khá sẵn. Cái hàng này nó rẻ, nó không đắt như là mấy cái huệ gì à? Không đắt như là mấy cái huệ cánh kép đâu. Đấy, huệ cánh kép thì có những bông cả triệu, có bông cả mười mấy triệu luôn. Đấy, có bông là tính theo sen luôn, chính xác là tính theo sen củ luôn, củ baby này. Ví dụ như bông phi đấy rất là đắt đấy, có mấy bông kép, nhưng mà bông kép là không hẳn bông kép nào đắt đâu, có nhiều bông kép rất là rẻ, có nhiều bông kép thì ví dụ như là bông gì, bông Double Brown, bông đấy thì bây giờ cũng rẻ, bông đấy chỉ khoảng tầm 100.000 một củ cũng đang nhú nụ này. Đấy, hôm nào bông Dragon của mình nở thì mình sẽ quay video cho mọi người. Hôm nay là mình chỉ có bông hồng mai thôi, nó là một bông huệ nội cánh đơn. Cái bông này thì cũng có bạn ấy like đấy. Có bông bạn và có bao nhiêu người các bạn like. Các bạn ấy cho quẹt cho nó đậu quả đây. Đấy. Còn cái này thì các bạn để không thì nó cũng vẫn đậu quả thôi. Đậu quả xong các bạn gieo hạt thì nó cũng vẫn ra hồng mai thôi. Đấy. Năm ngoái mình cũng để mấy quả mình trồng, rồi lên gọi là cũng như nấm mà. Nói chung là huệ lan huệ củ này thì nói chung là dễ trồng, và riêng cái bọn này thì nó cũng dễ đẻ này, bọn hồng mai này thì nó cũng dễ đẻ không mà mọi người. Đấy. Cái này thì hầu như là mọi người là kiểu như là mọi người mua cái hàng ủ nụ này về, xong là các bạn là cho vào cái chậu ấy đấy, xong các bạn làm như thế này này đấy để chơi. Thực ra là chơi cũng bền mà, từ khi mà nó nhú nụ này đến khi nở như này nó khoảng tầm 10 ngày khoảng đấy thì phải. Đấy, khoảng tầm 10 ngày thì các bạn 10 ngày xong là các bạn chơi hoa khoảng tầm 10 ngày nữa, tức là các bạn mình ví dụ nhá, tức là các bạn bỏ 100.000 mua 4 củ thì một nụ, củ thì hai nụ đấy.
thì các bạn sẽ chơi từ khi nó lên mầm này đến khi tàn hoa thì chắc là khoảng tầm 20 ngày. Đấy, khoảng 20 ngày. Thậm chí có thể hơn, và cũng nói chung quanh quẩn đấy. Thì cũng các bạn cũng coi như là các bạn mua 100.000 tiền hoa về các bạn cắm. Đấy, kiểu vậy. Mỗi người một kiểu. Cái này thì các bạn nữ thích khá là nhiều. Nhiều bạn kiểu như làm công sở ấy, đấy, thích làm chậu hoa thì rất thích. Và thực sự là nhiều bạn nữ ấy chơi cái món này cũng rất là sâu luôn. Các bạn đầu tư rất là nhiều, toàn bông đẹp, toàn bông kép luôn. Đấy. Đấy. Nói chung là thế giới lan huệ thì cũng rất là đa dạng các bạn. Đấy. Nó cũng rất là nhiều, rất là tốn kém đấy. Đấy. Chơi vào cũng rất là tốn kém đấy. Đấy. Các chị em là cũng rất là mạnh tay đấy. 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 Huệ, đơn, nội. Cái đơn ở đây này, tức là cái đơn, tức là này, còn ở vườn kép là nó còn thêm đây nữa cơ các bạn, nhiều cái lắm đấy. Hôm nào có cái kép mình sẽ quay cho các bạn thì nó sẽ dễ hơn đấy.